Tôi xin giới thiệu, tôi là võ sư của Nhân Hòa, hiện nay là 81 tuổi, tôi sinh năm 1934 ở tại Đông Bình, xã Nhân Thọ, thị xã Nhân Bình Định. Nay đã hoàn toàn hướng dẫn các bộ sinh và đồng thời biểu diễn cho các bộ sinh để chi bà con thông cảm xem cho vui. Vì tôi là một cái thao dục này chủ giải thiếu, nhưng mà mỗi thao dục ráng cố gắng. Này là mùng 4 Tết năm 2019, cố gắng là nhưng mà nó trước xin phép các bà con hơi trên lịch là hơi già quá đến nó không đâu nữa, chân cánh lên chiều sạc quá, thông cảm đi. Là, thằng bó sinh nghe tôi nói nó rõ chứ không được, nó đang ở đây đã từ chỗ cái chó lên tới chân dài thì có gì phải dùng đồ này tiền mà ra đã vô cái nhục cũng lại đúng rồi. Rồi điều hai bên đều nhau như thế này thì một đồ này nếu mà đặt trên mặt phải đánh mặt cứ sao đi là tôi đánh mặt cho thằng bó sinh đấy nó trụ cho mình đi lột đi lên đá mặt xuống cái nó bỏ chung điểm thôi. Rồi cái này làm lại xíu nữa cho nó nhanh quá, bác bà làm nhanh quá, làm chậm lại. Nếu mà nói rồi thì không còn nữa không? À, làm chậm lại. Tập tới không? Đây, hít, đây ngồi đây, hít. Vô lại này, cũng vậy. Có thêm thá xuống, nó sao cũng vậy. Thế này, cái chó luộc đầu. Tha xuống cán đường, đam đường, đạp được. Tôi nghe nó quên nó đỏ nha. Nếu này nó không đặt trên mặt hoặc đá trên mặt có thể mình tính được dùng chó không sao được, mà không đừng đúng người ta tự vậy không đây đó đó. Còn nếu mà còn sâu còn phải lọt để chứ cái đoạn. Bây giờ nói thêm tí nữa là thầy giờ lớn tuổi rồi, 51 tuổi rồi, bật lắm, thầy biểu dưỡng cho quý thầy, quý khách khán giả xem như mình ráng có cái giờ mệt luôn, không đâu nữa, không đâu nữa. Bây giờ này nếu trường hợp lọt nhiều cái lọt lắm, mình bây giờ nói là sơ thôi có thể không lọt mặt, có thể lọt dùng đòn chó 45 độ với bụng được. Đi bông, đi rồi, túi này ra, nhà rồi, cá này, đó, được không? Đó chưa? Đó. Đó là thâu, giờ xin tạm ngừng. Tôi xin thưa quý khán giả, tôi xin bổ sung thêm một cái thế công cứu cho võ sinh. Nè, nó em. Bây giờ thí dụ cứ đi ngồi đây, vậy đi ngồi đây, đá rồi đá học nó rồi, đấy đi, đó đúng rồi, lọt này. Bây giờ nó rõ ràng khi mà không muốn vô đây là nó đá vô, là bước vô, là không bằng chân, bước xem phía, đùng bước qua, bước xem phía, bước đã rồi. Qua chơi người này là dùng cái dây là lấy con nắm cũng thực chặt đưa cái đòn qua là người ta là con cho ra lọ thứ hai là bây giờ nếu trường hợp mà đâu còn cũng cái chuyện video tiêu độc tay thì phải bấm này có này đá được đây bỏ chỗ này bấm vô là người ta cái đó dùng có gì đâu đưa vô đó thứ hai. Thứ ba là bây giờ đâu còn đánh mình dùng đòn cán cho mình thế như tôi đánh này đấy này tôi cũng được vấn đề nhà rồi đây này lọc đến được không, nhưng mà dù muốn không thế là vào đây cứ là tôi vô đến vô bắt được cũng qua đây lọc lại rồi lọc lại không thế, nhưng mà vừa nhờ đây vừa cái dây cán ngay đây đâu còn đánh được. Là ba rồi, là ba. Thứ tư, nếu mình đá sau lưng nhưng mà đâu vùng đã đùng chân sâu đã đừng vô này đây ở đây là bây giờ mình dùng tay nắm cố thật chặt, dùng bụng cũng chặt rồi, dùng cái cũng là có cầm tay cũng lâu thật chặt ở vùng này này nói này đây cũng ra luôn đó cũng ra đây là những cái công số coi nhỉ. Điều mình đến những đồn quyết định dù cho được không đồn mình đến là đi ra đến sử dụng tôi muốn đồn cá tôi đồn đó đây hồn tôi rất liều đó thì vô tôi muốn đây tôi muốn ra nhịp ra với cái đây cũng giáo dục với lại cái đó nó quay quay lại cái này xíu thôi giờ là muốn đóng phường tính cái đồn quyết định dù thắng thua cũng đánh quyết định cái nằm chưa đâu nhỉ. Đấy, đối như vậy đi ra đi đây cuốn này cuốn đâu vô này cuốn ra đưa đụng này cuốn trong qua cuốn lại được không? Được. Rõ không? Rõ. Tôi xin biểu diễn thêm cái rồi thái sơn được chọn. Cũng giỏi đây. Giờ nó còn nó không có nhưng chỉ nó ăn chỗ mà. Nó cứ liên tục mà có. Có buồn không? Buồn không được. Không được. Không vào đâu. Tôi xin biểu diễn cái tháo bò trường hổ. Tao nét tao đi thịt gà liền mà mày lo gì vậy? Lập tức không có ông Ninh à, em mới đã đúng không? Chín chưa? Em hai em làm chín chưa? À nói chín là nó sai rồi, sai anh có đi mà chín nãy giờ đã làm thịt chưa? Lớn đẹp nấy đâu, đẹp nấy chân riêng đẹp đâu mà đẹp lắm mà. Sao bà ập vào? Cái này là